Lý do miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Sai phạm nào khiến ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội, bị bắt? Nóng đồng chí Trần Cẩm Tú là thường trực Ban Bí Thư. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Lý do thật sự khiến thường trực Ban Bí Thư Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, thay đổi nhân sự mới, bổ nhiệm hai trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường. Thông cáo của Văn phòng Quốc hội ngày 25 tháng 10, Quốc hội họp riêng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết số 157/2024 Quốc hội khóa 15 ngày 25 tháng 10 năm 2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường. Ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15. Đồng thời, ông Cường được nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Ông Bùi Văn Cường, 59 tuổi, tiến sĩ kỹ thuật an toàn hàng hải, thạc sĩ an toàn hàng hải, kỹ sư điều hành tàu biển, cử nhân Anh Văn, quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 dự khuyết 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông từng làm Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ tháng 7 năm 2019, ông được điều động tham gia vào Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tháng 4 năm 2021, Quốc hội bầu ông giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội với tỷ lệ tán thành 96,88%. Hiện Văn phòng Quốc hội có 4 phó chủ nhiệm, bao gồm các ông bà Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phạm Đình Toàn. Ban Thư ký Quốc hội hiện nay có bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Thường trực, ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Tổng Thư ký. Theo luật tổ chức Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, có trách nhiệm tham mưu phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Tổng Thư ký sẽ có nhiệm vụ tham mưu về dự kiến chương trình làm việc, quy trình, thủ tục thực hiện các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Tổng Thư ký là người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động Quốc hội, các cơ quan và đại biểu Quốc hội. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, Quốc hội đã bãi nhiệm 4 đại biểu, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với 14 người. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 hiện là 481 người. Sai phạm nào khiến ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội, bị bắt? Quý vị thân mến, ông Lê Thanh Vân bị bắt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự khi tiến hành mở rộng điều tra vụ án của ông Lưu Bình Nhưỡng. Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ vào tài liệu điều tra vụ án, căn cứ vào quy định của pháp luật, ngày 10 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15 để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng vào tối ngày 14 tháng 11 năm 2023 theo khoản 4 điều 170 Bộ luật Hình sự để điều tra về việc ông có liên quan tới vụ án Phạm Minh Cường. Từ năm 2020 đến năm 2022, Cường và đồng bọn đã chiếm đoạt được của các doanh nghiệp khai thác cát ở Thái Bình số tiền hàng tỷ đồng thông qua việc tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều nhằm gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng là người có nhiều các phát ngôn gây xôn xao dư luận, chẳng hạn như Quốc hội,
cần công bằng trong việc phân bổ nguồn lực và trao quyền lực, kiểm soát quyền lực không được ngủ mê trên quyền lực của nhân dân, đặc biệt không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực, chia chác nguồn lực của đất nước. Quý vị thân mến, hiện nay Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 10 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đại biểu khóa 15. Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 10 tháng 7 theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Lê Thanh Vân sinh năm 1964, quê tại xã Vân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trình độ tiến sĩ luật. Ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội khóa 13, thành phố Hải Phòng, 14-15 của tỉnh Cà Mau và là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách các khóa 14-15. Ông Lê Thanh Vân cũng là một trong những người đưa ra ý tưởng chất vấn trực tiếp để làm rạch ròi từng vấn đề và trách nhiệm của các bên tại mỗi kỳ họp Quốc hội, cũng như việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc sự giám sát của Quốc hội. Ông cũng nổi tiếng với những câu chất vấn đanh thép tại nghị trường và ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn trước Quốc hội chiều ngày 17 tháng 11 năm 2017 cũng thừa nhận phải đối mặt với câu hỏi rất hóc búa mà ông đặt ra. Ông cũng là người có nhiều phát ngôn rất ấn tượng đối với quần chúng nhân dân, chẳng hạn như làm người mà thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không lên án thì cuộc sống ấy khác nào tồn tại. Nói ra lời ngay để mô tả đúng thực trạng là điều cần thiết. Một đại biểu Quốc hội mà không dám nói lên tiếng nói của dân thì hổ thẹn lắm. Một nền giáo dục lấy hướng thiện làm gốc rễ, lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng, lấy khai phóng tư duy làm phương pháp sẽ tạo ra những cá nhân biết tự trọng, biết liêm sỉ, biết tự hào, biết bảo vệ và phát huy các giá trị ngàn đời của dân tộc, biết kế thừa, khai thác, phát triển các giá trị tinh hoa của nhân loại bằng tư duy khoa học để xây dựng và kiến thiết đất nước. Đó là sứ mệnh truyền đạo làm người, sức mạnh của giáo dục quốc dân. Vì lẽ đó mà cũng từ xưa đến nay, đạo trị quốc luôn lấy giáo dục làm đầu, coi nhân tài làm gốc. Tuy nhiên qua sự việc này, chúng tôi mới thấm thía câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín. Và thấy rằng trong bất kỳ cuộc chiến nào, dù là ngoại xâm hay nội xâm, Bác Hồ đã xác định rõ, đã gọi là giặc, thì bất luận dù ở bên ngoài hay bên trong, ta phải ra sức đấu tranh, tiêu diệt. Và Đảng ta cũng kêu gọi toàn dân phải ra sức chống giặc ngoại xâm và giặc nội xâm. Cũng có nhiều khán thính giả bình luận rằng tư tưởng của Bác Hồ đã lỗi thời. Chúng tôi thì lại thấy rằng tư tưởng của một vị vĩ nhân nhìn đoán được vận mệnh của đất nước, cách dặn dò hậu thế về việc lựa chọn nhân tài là phải lựa chọn người có tài nhưng phải có đức. Trong mối quan hệ đó thì đức phải có trước tài và đức là gốc rễ. Nếu có tài mà không có đức là vô dụng, vì có tài không có đức, tham ô, hủ hóa có hại cho đất nước. Bên cạnh đó, người rất coi trọng tài năng và có đức phải đi liền với có tài. Vì có đức mà không có tài thì như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích được ai. Và Bác cũng khẳng định, cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Nóng, đồng chí Trần Cẩm Tú là Thường trực Ban Bí thư. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cụ thể, ngày 25 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú sinh ngày 25 tháng 8 năm 1961, quê quán xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.
ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 15 dự khuyết, 16, 17, 18, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, 13, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Trần Cẩm Tú có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Tĩnh và từng đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng phòng, trưởng phòng, Phó giám đốc công ty lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 3 năm 2009, ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2015, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Đến tháng 2 năm 2015, ông Trần Cẩm Tú trở về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Phó chủ nhiệm. Tròn một năm sau đó, ông là Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 6 năm 2018, ông Trần Cẩm Tú giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Lý do thật sự khiến Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quý vị thân mến, chắc hẳn quý vị và chúng tôi đều thắc mắc tại sao Thường trực Ban Bí thư Lương Cường lại được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quý vị thân mến, chiều ngày 21 tháng 10 tại kỳ họp thứ 8, với tất cả đại biểu có mặt đều tán thành, 440/440 phiếu tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Thường trực Ban Bí thư Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối 100%. Tân Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, từ tháng 2 năm 1975, ông xung phong đi bộ đội, chỉ mong đến ngày chiến thắng trở về, chứ không mơ được làm đến cấp này trước kia. Sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ, Tân Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhận chức, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy và giới thiệu ông đảm nhiệm trọng trách cao cả. Ông cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới công lao của các bậc tiền bối lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, đồng bào cả nước đã nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh và hy sinh để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chủ tịch nước chia sẻ, tháng 2 năm 1975, trong không khí hào hùng của cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, ông đã xung phong đi bộ đội với ý thức và tâm niệm đi chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ mong đến ngày chiến thắng. Còn sống trở về là sung sướng, hạnh phúc và tuyệt nhiên, không nghĩ, không mơ làm đến cấp này trước kia. Gần 50 năm phục vụ cách mạng được rèn luyện thử thách trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Dù ở cương vị nào, làm nhiệm vụ gì, ông cũng luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tân Chủ tịch nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao ở trong Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ông cũng cho biết sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ tịch nước cũng cam kết sẽ thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đảm bảo cao nhất lợi ích của quốc gia, dân tộc. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lương Cường. Đại tướng Lương Cường sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, quê quán ở Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, lý luận chính trị cao cấp. Ngày vào Đảng, tháng 7 năm 1978, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thường trực Ban Bí thư khóa 13. Về quá trình công tác, tháng 2 năm 1975 tham gia vào quân đội,
từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006, Phó Tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, Thiếu tướng tháng 2 năm 2006. Năm 2007 là Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, Thiếu tướng. Năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, Trung tướng. Năm 2015, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Thượng tướng. Năm 2016 là Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng. Năm 2020, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Đến tháng 4 năm 2024 là Ủy viên Bộ chuyên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 15, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Từ tháng 5 năm 2024 đến nay là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngày 16 tháng 5, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm phân công làm Thường trực Ban Bí thư thay bà Trương Thị Mai xin nghỉ công tác từ ngày 21 tháng 10 năm 2024 là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, thay đổi nhân sự mới, bổ nhiệm hai trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Quý vị thân mến, mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 1226, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 và nghị quyết 1228, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành hai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ nhiệm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Tại nghị quyết số 1226, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Văn Trương, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại nghị quyết số 1226, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong thời gian giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, ông Hoàng Văn Trương và ông Nguyễn Hoàng Hải được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1.3. Vạch trần sự thật những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976 là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý. Nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài, như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh,
tuyến Bến Thành - Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinalai, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc, thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Bitexco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Georgia Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011 quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ năm 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở. Và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và không chịu sức ép của
bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố, cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Xuất thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị thân mến, gần đây, chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm đã đạt được những thành quả hết sức to lớn, được cử tri và nhân dân cả nước rất ủng hộ, với quyết tâm để làm trong sạch Đảng, giữ vững ổn định chính trị của đất nước để phát triển kinh tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định tiến hành công cuộc chống giặc nội xâm còn lâu dài và khó khăn, phức tạp hơn cả sự nghiệp chống giặc ngoại xâm. Người từng khẳng định rằng việc đấu tranh với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần là một khó khăn, đau xót. Vì vậy, để chiến thắng được giặc nội xâm, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa mới và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đó càng đòi hỏi rất nhiều ý chí và nghị lực, quyết tâm và sáng tạo, trí tuệ và công sức của nhiều thế hệ người Việt Nam, phải có sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chính vì vậy mà chiến dịch chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nó đã khiến cho hàng loạt các quan chức từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương bị kỷ luật, cách chức, truy tố và thậm chí là đã phải ngồi tù. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ khóa 13, dù mới hơn nửa chặng đường nhưng đã có hàng chục ủy viên trung ương, 5 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, trong đó có 3 lãnh đạo như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và mới đây là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Và để gặt hái được những thành quả đó thì không thể không nhớ đến công lao của Bộ Công an mà đại diện đó chính là Bộ trưởng Tô Lâm. Có rất nhiều các thế lực thù địch xuyên tạc rằng Bộ trưởng Tô Lâm sẽ là người được hưởng lợi nhất. Chúng tôi và cả quý vị nhìn từ góc độ rộng lớn theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì khi diệt được giặc nội xâm sẽ ổn định được chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh được tăng trưởng, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng, giữ vững được môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước. Chính vì vậy mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng nói, đã kiên quyết rồi phải kiên quyết hơn nữa, quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, làm kiên trì, không có ngoại lệ, không có vùng cấm để bảo vệ thành quả của Đảng, hệ thống chính trị và sự tồn vong của chế độ. Vậy cụ thể, xuất thân khủng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người đốt lò thầm lặng bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 là nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Kể từ tháng 4 năm 2016, Đại tướng Tô Lâm được Bộ
Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phụ tá hỗ trợ trưởng ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm từng khẳng định, chúng tôi triển khai gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện các công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên cả ba phương diện. Phương diện thứ nhất, công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực được ngành công an tích cực đẩy mạnh. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo coi đây là điểm sáng. Thứ hai, ngành công an tập trung chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ. Để làm được điều đó thì phải sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao được ý thức, làm trong sạch nội bộ. Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính, quản lý, quản trị xã hội bằng pháp luật, đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp chứ không phải gây khó khăn, nhũng nhiễu, khó dễ. Và chúng ta thấy được rõ nhất đó là khi toàn quốc làm căn cước công dân với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Công an các địa bàn trên cả nước còn triển khai các tổ công tác lưu động, không quản ngại khó khăn, nắng mưa, vất vả đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già, người yếu, người tàn tật đi lại khó khăn. Nếu quý vị đã từng được đến tận nhà để làm thủ tục căn cước công dân này, hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng tôi được biết nhé. Ông cũng là người trực tiếp chỉ đạo về công tác điều tra xử lý nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn, chẳng hạn như Việt Á, chuyến bay giải cứu Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh hay thao túng thị trường chứng khoán của tập đoàn FLC, vân vân, để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan quản lý nhà nước, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Bộ trưởng Tô Lâm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với học hàm giáo sư khoa học an ninh, học vị tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm đại tướng công an nhân dân, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1. Đại tướng Tô Lâm quê quán tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường Giáo dưỡng. Đại tướng Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy học tập về lịch sử, tình hình của đất nước từ thuở nhỏ. Bố của ông, anh hùng Tô Quyền tham gia vào cách mạng, vào Nam hoạt động phục vụ Trung ương Cục những năm 1966 đến năm 1975 cho đến khi thống nhất đất nước, đã lấy tên của ông làm biệt danh của mình, được gọi là anh Tư Tô Lâm, chú Tư Tô Lâm. Ông lớn lên ở miền Bắc, theo học phổ thông, tốt nghiệp phổ thông 10/10. Với hình tượng của bố, Đại tướng Tô Lâm đã theo học lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đó đổi tên thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Đại tướng Tô Lâm được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 năm 1981, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 22 tháng 8 năm 1982. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Đại tướng Tô Lâm được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý như là 3 huân chương quân công hạng nhất, huân chương quân công hạng 3, 2 huân chương chiến công hạng nhất, nhì, 3, huân chương vẻ vang hạng nhất, nhì, 3 và nhiều danh hiệu khác. Qua đây chúng ta thấy được rằng Bộ Công an và đại diện là Bộ trưởng Tô Lâm, hay nói đúng hơn là đại diện của công lý, mà khi mà cái thiện với cái ác luôn luôn song hành, nhưng kết quả thì cái thiện sẽ luôn được xiển dương. Chỉ là chúng ta nhìn nhận vấn đề ở góc độ thiện hay ác. Nhìn từ góc độ của một người con yêu nước, chúng tôi luôn đồng tình và ủng hộ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Còn quý vị nghĩ sao về công tác này? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phía dưới phần bình luận để chúng tôi cùng được biết nhé.
và thành quả của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tự thân khẳng định được tính đúng đắn của chủ trương, đường lối, lãnh đạo mà Đảng đã đề ra, khẳng định được ý nghĩa và thành quả đã đạt được mà Đảng ta soi đường chỉ lối. Nếu như trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, chúng ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác và tinh thần yêu nước của nhân dân dựa vào lực lượng của nhân dân, thì trong chống giặc nội xâm cũng phải dựa vào dân mới có thể giành được thắng lợi. Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công.